Who the hell you think you are? Coming in to break my heart, make it I can operation. Chào mừng lên mình là Orchid. Dành cho những ai lần đầu tiên coi video của mình thì kênh YouTube của mình chuyên làm về thời trang và đặc biệt là những haul quần áo trên Xiaomi nhé. Thì mùa hè cách chúng ta không còn xa nữa và để chuẩn bị cho một mùa hè đầy tươi trẻ sôi nổi đây, thì hôm nay mình cũng sẽ giới thiệu một cái haul đồ mùa hè rất là xinh xắn và chất lượng luôn ý. Mình có quần jean này, áo sơ mi này, áo hai dây crop top này, áo phông này. Đó, và bây giờ để mọi người không chờ lâu thì chúng ta cùng bắt đầu nhé. Em đầu tiên mình giới thiệu đến các bạn sẽ là một chiếc áo phông rất là xinh. Mình đến đây nhé. Đó, một chiếc áo phông màu trắng này in hai bạn mèo rất là màu sắc và nổi bật đúng không? Thì em này á, nó sẽ là cái kiểu mặc form rộng á, cho nên là khi mình mặc mình kết hợp thêm một chiếc quần short ngắn nữa thì mặc vào nó sẽ giống như kiểu mình không mặc quần ý, nhìn rất là đáng yêu và có một chút gì là hơi sexy ấy, mình rất là thích. Kết hợp với giày thể thao thì quá chuẩn luôn ấy. Em ý là mình đã chọn size L và mình mặc thì mình thấy là phù hợp với cái kiểu mà mình mong muốn luôn. Đó. Còn cái giá thành của em này là 129.000 nhá. Bây giờ thì mình sẽ cho mọi người xem kỹ về cái chất liệu của em hơn. Thì cái chất của em sẽ là như thế này. Để mà nói về chất liệu thì mình sẽ đánh giá cái chất liệu của em ấy được khoảng tầm 8,5 trên 10 điểm nhá. Đó. Trước kia ở bên Trung Quốc mình đã từng mua em này rồi. Và lúc ấy mình mặc ấy, kiểu như là đi đâu mọi người nhìn mình với em cái ánh mắt là rất là bị thu hút luôn, vì thế này nó họa tiết nó quá là nổi bật luôn ấy, rất là màu sắc đấy, sặc sỡ. Thì đến tận bây giờ mình nhớ ra em ý, và bây giờ mình lại tiếp tục làm chiếc như thế này về, bởi vì mình đối với mình ý, thực sự là em này rất là xinh. Đến mùa hè thì chúng ta ai cũng phải có những chiếc áo phông trong tủ đúng không, và áo phông thì cũng có rất là nhiều kiểu. Bạn có thể suy nghĩ đến một cái kiểu form dáng rộng rộng như thế này nhé, và em ý đang chờ các bạn. Sản phẩm thứ hai sẽ là một chiếc quần jean. Và em này thì mình đang sở hữu một em rồi. Mình mặc được một thời gian khá là dài, từ mùa hè cho đến tận thời điểm bây giờ. Và phải nói là mình rất là thích cái chất liệu của em ý. Nhưng mà để giới thiệu cho các bạn thì mình đã đặt thêm một chiếc mới về, mới tinh luôn ấy. Có một cái mùi khá là thơm khi mà mình mở ra. Đó, thì toàn bộ em ấy là một cái màu đen, đen rất là hút mắt nhá. Đó, còn khi mà mình giặt ấy, giống như nếu như giống như cái chiếc quần đợt trước mà mình đặt mua thì giặt nó không hề phai màu đâu ấy. Còn kiểu dáng của em ấy sẽ là một chiếc quần ống loe và có tua rua ở phía dưới. Và cái phần tua rua của em ấy thì phải nói rất là xinh. Đó, đây là mọi người thấy không? Nó sẽ hơi vặt chéo như này, hai bên vặt chéo. Và đây là mình, bởi vì mình mới rửa ra cho nên nhìn cái các cái vặt này nó đang bị kiểu như là không được tự nhiên ấy. Còn nếu như bạn giặt rồi bạn mặc lên ấy thì những cái tua luôn là tự nhiên, nhìn nó rất là xinh ấy. Mình sẽ cho mọi người xem kỹ này. Cái chất bò rất là tuyệt. Đó, chất liệu co giãn nhá. Mà cái màu này của nó nhìn cũng rất là xinh luôn ấy. Đó. Còn ngoài ra thì cái kiểu dáng của em thì cũng sẽ giống như những chiếc quần khác, là có hai cái túi hai bên, phía sau là có hai cái túi này. Còn phía dưới là cái đặc biệt nhất của em ấy là cái phần ống loe rồi tua rua chéo chéo này này. Gần như là mình đi lướt qua mấy cái cửa hàng ở xung quanh ấy, và mình cũng chưa từng gặp một cái chiếc quần ống loe kiểu vạt chéo như thế này. Loe mà bằng bằng thì mình đã thấy rồi rất là nhiều, nhưng mà kiểu vạt chéo này thì chưa thấy luôn ấy. Và cũng có thể là mình chưa biết đến ở đâu bán. Đâu đó gần 200.000 ấy, mình quên mất, mình sẽ để giá ở đây nhá. Còn size mình chọn đó là size số 27. Đó. Thì mình 45kg và 1m59 nhá. Em này là có những size từ 25, 26, 27, 28, 29 và 30. Đấy, mọi người mà muốn biết rõ các cái size phù hợp với cân nặng bao nhiêu thì có thể lên trên cửa hàng, mình cũng đã để cái thông số ở đấy nhá. Who the hell you think you are? Coming in to break my heart. Make it I can operation, but I want your patience. Cool that it's waiting and I don't play the game. I can get you off my brain. So I popping pills for the pain. Tiếp theo sẽ là một em rất là cute. Em ý đây nhá. Một chiếc áo hai dây dáng crop top chéo tank top này. Đó, em này là có giá là 119.000. Để mà nói em ý thì mình sẽ đánh giá là chấm 10 trên 10 điểm luôn ý. Tại sao? Bởi vì thế này nhá. Đầu tiên là cái chất liệu của em ý, thì em ý có cái chất liệu là chiffon, và cái đối với cái chất liệu cùng với cái kiểu dáng của em ý thì mình thấy là nhìn ý, có vẻ là như nó dày dày, nhưng thực ra cái vải của nó rất là mỏng và rất là mát luôn ý. Đó, phía bên trong này,
Thế bên trong là có những cái thun rất là nhẹ nhàng ấy, để mình co giãn này. Khi mình mặc vào mình cũng thấy những cái thun này nó rất là không không tạo cái cảm giác khó chịu đối với cái da của mình luôn ấy. Mình rất là thích. Còn nói về cái kiểu dáng thì mình càng thích em ấy hơn nữa. Nhìn này, nó rất là xinh và cái dáng thì là crop top rồi là 2 dây, nhưng mà khi mặc vào rất là kín đáo. Bởi vì sao? Bởi vì cái thiết kế của em này đó, những cái bèo nhún này, những cái tua đua thì khi mình mặc vào mình cảm giác là nhìn nó không được kiểu như hở hang gì đâu ấy, giống như những chiếc 2 dây khác ấy. Và mặc em này vào thì cảm giác nó rất là dễ thương luôn ấy. Ở đây trên tay mình là một em màu tím size M đó, em này có S, M và L nhá. Còn ngoài ra mình cũng đã đặt luôn một em khác là màu trắng, bởi vì thấy hai cái màu này mình thấy màu nào cũng xinh luôn ấy. Đây, khi mà mình nhận hai em này trên tay ấy, mình phải nói là mình đã lựa chọn quá sáng suốt khi mà mua hai đứa luôn ấy. Khi nhận hàng trên tay này thì mình quá là ưng luôn, 10 trên 10 luôn cho hai em ấy nhá. Maybe you should fall, that's what rivers do. Cause when you're in love, you don't mind a different view. Things are looking up. Thứ tư, một chiếc áo sơ mi. Chiếc áo sơ mi họa tiết da báo. Đó, nhìn xinh không? Nhìn ở trước mắt mình là mình đã thấy rất rất là ưng cái con mắt của mình rồi đấy. Đó, em này là một chiếc áo sơ mi họa tiết da báo nhá. Và đầu tiên mình sẽ nói về cái kiểu dáng của em ý đây. Cái kiểu dáng nó sẽ giống bao nhiêu chiếc áo sơ mi khác thôi. Đó, nó sẽ có một chút gì đó khi mình mặc vào nó kiểu hơi rộng rộng một xíu xíu ấy. Còn cái chất liệu của em ý thì nó rất là mỏng và mát. Cái mỏng này không phải mỏng quá đâu, mà ý là mình đang phân tích đối với một cái thời tiết của mùa hè ấy. Đó, thì cái chất liệu này thì mình thấy rất là thích luôn ấy. Đó. Em này là mình chọn size M nhá. Thì ngoài ra là em này còn có cả màu báo đen và đây là báo màu nâu nhá. Đó. Thì mình thấy cái màu này nhìn nó kiểu tây tây hơn nên là mình đã chọn em ý, nhưng mà cái màu đen kia cũng rất là hay. Mọi người cũng có thể tham khảo về một trong hai cái màu này. Cổ áo này nó cũng rất là cứng cáp, rất là giữ form này. Và cái mặc vào thì mình sẽ cảm giác rất là mát mẻ, đặc biệt là đối với cái mùa hè của Việt Nam mình. Đấy, còn cái phần tay áo ấy. Tay áo nhìn họ may cũng rất là xinh này. Đó, thì hơi phồng phồng một xíu xíu này. Đấy, mình thấy cái phần tay áo này cũng khá là xinh. Đó, còn cái vải thì là bên ngoài như này, còn bên trong này, đó. Bên trong như này nhá. Cái kiểu dáng này của em này á, khi mặc vào mình thấy đó, xinh thì đúng là xinh thật, nhưng còn một chút gì đó của một cái quý cô rất là cá tính ấy. Đó. Thế nên là đối với những bạn nào mà đang tìm một chiếc áo như này thì hãy tham khảo em nhé, giá đây nhé. Thầy bảo cái cách vừa gọi tạm thời không liên lạc được. Nếu không phiền sau cuộc gọi này vui lòng thực hiện đủ các bước. Vui lòng xóa số, xóa tên, nếu lỡ thuộc rồi thì tập quên. Xóa số, xóa tên. Sản phẩm cuối cùng trong video hôm nay sẽ là một chiếc áo với cái chất liệu tiếp tục là rất là mát mẻ trong mùa hè này. Và mặc lên rất là thoải mái luôn ý. Đây, em ý đây nhá. Đó, em này thì cái điểm đặc biệt nhất của em ý đó chính là cái chất liệu. Thì bây giờ đầu tiên mình sẽ cho mọi người xem kỹ về cái chất liệu của em ý. Đó, nhìn ở phía bên ngoài đây nhá. Đó. Đó, nó có những cái đường xước 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 này này. Còn phía bên trong thì nhìn nó cũng không có khác là bao nhiêu ấy. Đó, mà khi mình sờ tay mình có cái độ mềm mịn gì đó mình thấy rất là thích và cảm giác rất là mát ấy. Thì em này nó sẽ có độ bóng kha khá ấy. Khi mà mọi người mặc, ví dụ như là mình mặc đi biển này, mình mặc bikini rồi có thể mặc thêm em này bên ngoài ấy, thì quá chuẩn luôn. Ngoài ra trong đời sống hàng ngày ấy, thì mình mặc em này bên ngoài, bên trong mình có thể mặc cái chiếc áo 2 dây ấy, đen trắng gì đấy, nhìn cũng rất là xinh. Thì hồi trước là mình cũng từng sở hữu một em như thế này rồi, và đồ của mình vẫn là miền Trung Quốc ấy. Đó. À, một điểm cũng khá hay nữa là em này có khá khá là nhiều màu. Màu trắng này, màu cam, màu tím. Hình như thế sao ấy, không biết là còn màu gì nữa không ấy. Nhưng mà nhìn cái màu nào cũng xinh thôi ấy. Còn cá nhân mình thì bởi vì mình hay chọn màu trắng để mà dễ phối đồ hơn. Đó. Còn cái dáng của em này sẽ là một cái dáng rộng rộng nhá. Để mà tạo cái vẻ kiểu như là thoải mái, tự do, kiểu như vậy. Và đây, em ý đây cũng là sản phẩm cuối cùng trong video này nhé.
Ok, và video hôm nay sẽ kết thúc ở đây. Những sản phẩm đồ mùa hè xinh đẹp và chất lượng sẽ còn ở những cái video haul đồ phía sau nhé, nhớ đón xem. Và đối với những bạn nào mà cảm giác ưng ý một trong số những món đồ mà mình vừa giới thiệu thì nhớ lên cửa hàng ghé thăm nhé. Ok, bây giờ thì